Hello em, Vâng, em chào anh. chào mọi người nha. Ok, cũng lên nó có mấy tí, thật sự cái anh khách mời này nó xàm quá, thật sự mình phải nói với ông đó. Cái từ thiện là như thế nào? Anh biết cái quỹ là từ thiện không? Dân miền Trung, một cái miền Trung họ bị đột sức về bão lụt, thì là người họ trở tay không kịp, thì những cá nhân người ta họ có tấm lòng thì người ta kêu gọi làm từ thiện. Thì khi những người mà góp từ thiện đó, những người cá nhân góp cho những người mà kêu gọi đó, họ tin tưởng một người Vũ đó anh cũng tha cái nick này không camera. Anh ok nhất nhưng cũng không có camera. đó. Nghe nói chưa, nghe Vâng. nói nghe thì chơi nó Chú Phú đó. được. Ok, thì người ta đã quan trọng là tấm lòng người ta. Còn anh nói cái câu mà đi làm từ thiện cũng phải xin phép. Một người cá nhân họ đi làm đột xuất, người ta sẽ xin phép được? Đâu phải anh điển hình giống như kinh doanh đâu, đúng không? Ví dụ điển hình Dương Vy này, đó là một cái cá nhân. Thì khi mà ví dụ như bạn bè của Dương Vy thì Dương Vy kêu gọi như tất cả những bạn bè hoặc gì đó thì tin tưởng Dương Vy, để Dương Vy đại diện cho những cái cá nhân 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 đó, thì Dương Vy làm một cái chỗ nào đó đi góp với một, khi mà tới xã tới huyện hay tới gì đó thì phải trình lấy những cái chỗ phường xã huyện. Ok, cái này là tôi cá nhân, tôi gom góp, anh em gom góp một chút ít để làm đi làm từ thiện. Thì anh có biết ok những người nào bị á, thì đưa anh danh sách những người đó, thì là mình phối hợp những người trong cái xã phường để giúp những người đó. Chứ đâu phải mà anh biểu mà đi đi làm từ thiện phải đi lên xin phép đi tờ với đồ. Anh tôi thật sự anh nói là không có đúng đó. Tôi ở nước ngoài nhưng tôi cũng hãy biết những gì trong nước, những người làm từ thiện như thế nào. Chứ còn Ví anh dụ mà lại nói như là em phải kêu xin phép này gọi nọ thì em có sự tin tưởng của các anh thì các anh mới gửi vào tài khoản của em bắt buộc em phải sao kê đúng với số tiền đó đi làm từ thiện, ví đúng dụ được 50 triệu thì em chia năm gia đình nó nghèo nhất chẳng hạn, thì mỗi gia đình 10 triệu đến đâu em livestream hoặc quay phim chụp ảnh lên đó, sau đó em gửi về mà đi đúng kèm rồi. có chính quyền địa phương của xã của thôn đấy, đúng Chứ không? nó thật sự nó điển giống rồi, em nói đúng á, như điển hình như Thủy Tiên đó, nó có rảnh đâu mà nó đi làm cái chuyện từ thiện, nhưng điều là cái tấm lòng của nó, đúng không? Cái tấm lòng thấy cái dân miền Trung rất là Có bị rồi, bão lụt xin ngân cực khổ thì Thủy Tiên, vợ chồng Thủy Tiên ok có uy tín, tất cả những anh em chị em trong cái giới của Thủy Tiên thì anh chị em không đi được thì gom góp lại cho Thủy Tiên đại diện cho tất cả những người anh chị em gom góp tiền đó, thì tới một cái xã đó hay là huyện đó thì trình giấy trình trình lên ok tôi những tất cả những mọi người đã gom góp tiền đã tôi trình bày ok thì tôi muốn giúp những người mà bão lụt này kia nọ, thì những người phường xã biết những người dân nào khổ cực dân nào này kia nọ thì đại diện đó thì đi 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 cho những người đó. Chứ làm gì mà cái gì mà đi đi đi, đi làm từ thiện mà anh đi em phải đi xin phép xin đồ, mà họ khi khi mà xin phép họ đã dân nó chết mẹ đang rồi, cái này là đột xuất, cũng như ông mấy Khải cá này nhân là vừa ông rồi định tôi xuyên ngồi nè. tạc 64 mà em nhắc đi nhắc lại, không phải là nghị định 60 mà nghị định 64 có thông tư hướng dẫn là 72 năm 2008 ở trên tớt có đăng rồi mà hắn cố tình ấy. Ông lấy ông nói toàn nó xàm không. Ok thì đó thì ok thì chơi lên nói ý gì Vâng thôi, vâng góp ý gì cảm ơn thôi. anh. Chào Dương với em, chào tất cả chị em. Chào lại Dương Vi, Chào. chào lại anh em đồng viên đàn. Nãy giờ mình cứ nghĩ là Trần Khải đóng góp cái ý kiến thực sự, nói chung là cũng nên bổ sung luật xuống nước, nghe có vẻ người tử tế nhưng mà thấy cái tốc độ còm và cái còn bố láo mất dạy thì Trần Khải không xứng đáng để nói những cái câu về từ thiện, vì trong tâm Trần Khải rất là bố láo mất dạy. Vì Trần Khải muốn chỉ trích Thủy Tiên là để dập tắt cái lòng yêu thương của con người Việt Nam trong cái lúc nước sôi lửa bỏng này, và hơn nữa là Trần Khải vung địt mẹ địt cha ra thì thôi, nói chung là đấy là truyền thống của gia đình Trần Khải thì cũng cho Anh mất mình gửi camera anh hỏi Lời khen đến cha mẹ Trần Khải là khéo giáo dục con cái và mang truyền thống của gia đình lên mạng xã hội này nhé. Còn về cái vấn đề từ thiện của Thủy Tiên chúng ta cũng không cần phải bàn nữa.
vì chính những vị trong quốc hội, những luật sư cũng đã lên tiếng với cái điều của Thủy Tiên là đáng được tuyên dương, đúng không nào? Còn nói về cái vấn đề chúng ta mổ xẻ cái nghị định thì nói cho Trần Khải này, nghị định nó là một cái văn bản hướng dẫn thi hành luật chứ nó không phải là hiến pháp, cũng không phải là pháp lệnh nhé. Cho nên là cái nghị định này nó có thể tức là nó có thể dung hòa hoặc là xê xoa trong những cái trường hợp thế này thế kia như nãy chúng ta đã phân tích rồi, đúng không nào? Nghị định nó không phải là, phải khẳng định nhé, nghị định nó không phải là hiến pháp, nó không phải là luật và pháp lệnh, được không? Nó chỉ là văn bản hướng dẫn thi hành luật, đúng không nào? Thì chúng ta phải hiểu cái nghị định nó không như là cái luật và cái hiến pháp. Nếu mà trong hiến pháp hay trong luật mà có điều khoản đó hay điều khoản này điều khoản kia mà dính vào đó thì chúng ta không thể chạy được khi đã dính vào hiến pháp và vào luật. Đấy, chúng ta nói rõ cái nghị định nhé. Để hiểu về cái nghị định thì chúng ta phải hiểu nghị định nó là cái văn bản hướng dẫn thi hành luật nhé, mà trong đó thì cái nghị định có thể là cứ đa số đồng ý là có thể ra cái nghị định này hôm nay, mai có thể sửa đổi, ngày mốt có sửa đổi, bạn không cần phải góp ý, khi người ta cảm thấy không phù hợp thì người ta sẽ sửa đổi. Nhưng bạn nói Thủy Tiên phạm luật là bạn, cha mẹ bạn không dạy bạn về luật, vì cái nghị định nó không phải luật, nó cũng không phải hiến pháp nhé. Nhưng dẫu sao cũng gửi lời mình khen đến cha mẹ bạn, khéo dạy bạn ăn nói bịt bỏ trên không gian mạng, và gửi lời khen đến cha mẹ bạn đã khéo dạy bạn để bạn phát huy được cái truyền thống văn hóa của gia đình lên không gian mạng. Đấy, còn về cái vấn đề ấy, Thủy Tiên góp được 100 tỷ thì đúng là một cái con số với cá nhân nó là quá kỷ lục. Một số người vẫn đánh giá là như cái vừa nãy anh chia sẻ cái này, vừa nãy anh có tham gia vào cái diễn đàn của Tân Thái, thì Tân Thái có đưa cái hình ảnh mà từ 2015 của báo Tiền Phong hay báo Giao Thông ấy, người dân chặn xe ở đường quốc lộ AV, và mọi người chắc biết cái hình đấy đúng không? 2016 đó là cái thằng lúc đấy em nói đấy là đang luật sư Nguyễn Văn Tài ngày trước nó cầm đầu cái đám đó. Em ơi, anh tìm lại thì cái bài gốc của nó là 2015 nhé. Anh phải khẳng định là 2015. Anh tìm cái bài gốc. Anh tìm cái bài gốc xong bắt đầu anh đập vào mặt thằng Tân Thái. Anh đập vào mặt Tân Thái xong bắt đầu anh bảo là anh nên diễn đàn để dẫn dắt người Việt Nam nói sự thật và làm sự thật, nhưng mà anh lại dùng cái hình ảnh giả của 2015 để mà tuyên truyền, thế thì nó lại đổ cho là thế chúng mày đăng lên chứ ai đăng lên bây giờ, xong bắt đầu nó lé sang cái khác. Thì anh có nói câu lại tịnh nữa, em cố gắng vào cái like đấy, xong bắt đầu em quay lại cái đoạn anh nói ấy. Thì anh nói mà thế tôi hỏi anh là bây giờ anh là cái người chủ diễn đàn, anh phải sàng lọc thông tin, nếu mà thông tin giả thì anh phải nói giả, anh thông tin thật thì anh phải nói thật, chứ bây giờ anh cho rằng như thế là đúng thì không được. Thế bây giờ tôi hỏi anh rằng, anh đang nói chuyện với Tân Thái và tôi hỏi anh rằng là bây giờ một người nào đưa cho anh bát cứt anh cũng không phân biệt, anh cứ ăn. Một người đưa bát cơm, một người đưa bát cứt, anh không phân biệt, anh cứ ăn. Thì em vào anh tìm, em ghi lại cái đấy, em đăng lên cho anh. Cũng xong nó lại cho anh lên. Thế anh bảo, đấy tôi nói cho anh nhé, bây giờ anh dẫn dắt người Việt Nam để nghe theo anh thì anh làm sao anh phải nói bằng cái sự thật. Bây giờ người ta đưa cho anh một bát cơm, bát cứt, anh không phân biệt, anh lại cho bát cứt vào mồm anh ăn. Người ta tạt bát cứt vào mặt anh ấy nuốt. Đấy, anh nói y cái lời đấy ở trên diễn đàn của Tân Thái, xong nó lại đuổi anh xuống. Thế thì đây. Từ 2015 em ạ. Để anh cho này, xong bắt đầu anh cho xem. 2015, cái bài gốc của nó là 2015. Xong bắt đầu các báo cứ đăng lại thì chúng ta không tìm được